Chào các bạn đã quay lại với kênh Lò Mọ. Clip hôm nay thì mình sẽ cùng nhau sửa cái máy đánh răng Orambi Braun này. Đây là cái máy đánh răng mà của hãng Orambi liên kết với cả Braun. Hiện tượng của nó là nó không chạy nữa. Đây mình có 3 cái thì có 2 cái chạy và 1 cái nó không chạy. Đây, cái này nó chạy. Cái này cũng chạy. Nhưng mà còn cái này thì không chạy. Có vẻ như cái này là cái hàng nhái. Đây, hai cái này nó có chữ timer. Nhưng cái này lại không có. Và cái này sản xuất ở Trung Quốc. Còn cái này thì sản xuất ở Đức. Có sự khác biệt. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái này ra và xem có sửa được không nhé. Cái này nó người ta sản xuất là một cái khối nhựa kín. Và chỉ tháo ở cái phần này được ra thôi. Để tháo nó thì các bạn cần một cái kìm. Và chúng ta sẽ cặp vào cái đầu này. Và mình các bạn có thể lấy thêm một miếng rẻ hay là cái xốp chẳng hạn để kẹp vào đây nó không bị mẻ cái đầu này ra. Đấy. Sau đó thì các bạn xoay ra. Xoay ngược kim đồng hồ. Đấy, xoay nó ra thôi. Khả năng con này vào nước. Đây là bên trong của nó. Nó có cái răng cao su này để nó chống nước. Trong này có một cái lò xo này. Khả năng không phải bị ngập nước đâu. Thấy mạch vẫn khô. Không biết là do pin hay cái gì. Rồi để mình kiểm tra tiếp nhé. Đây là bên trong của cái máy. Máy đánh răng. Cái mạch của nó đây các bạn. Đây là cái cuộn từ để sạc, sạc bằng sạc không dây đấy. Pin này. Pin này nó dùng cục pin AA thì phải. Rất ngắn và nhỏ. Motor. Đây là cái hệ chuyển động của nó này, gồm các bánh răng. Cái này là nó lắc lắc này nhá, chứ không phải là nó xoáy tròn đâu. Cái motor này nó sẽ qua các cái hệ bánh răng này. Và nó làm cho cái trục này nó lắc. Lắc đi lắc lại. Bây giờ mình sẽ kiểm tra. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là nó hỏng ở cái bộ phận nào. Đầu tiên là mình sẽ check cái motor này trước. Kiểm tra cái motor này trước. Xem là nó còn hoạt động không. Do motor hay là có phải hỏng motor không. Thì đây là cái hai cực của motor đây. Hai cực của motor đây. Hai bên này. Nó sẽ sử dụng cái cục pin này là cục pin pin AA. Đây nó vừa luôn cái cục pin AA này. Mình đang trên tay mình đang có cục pin AA này. Vừa luôn. Đấy, và bây giờ mình sẽ dùng cái pin AA này để mình thử cái motor này, cắm trực tiếp luôn vào hai cái cực của motor ấy để mình thử. Nhớ các bạn nhớ là cắm đúng chiều nhá. Các bạn thấy là nó có cái vạch đỏ đỏ này là cực dương và bên kia là cực âm. Đấy, như vậy là motor vẫn hoạt động bình thường.
Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái cục pin này. Đây là nút công tắc của nó này. Bấm không chạy nữa. Kiểm tra cục pin này xem còn sống hay chết. Mình nghĩ là thường là pin nó chết. Mình dùng cái đồng hồ đo nhé. Đây là cực dương. Đầu này cực đầu này cực âm. Đây là hai cực của pin này. Tám mươi lăm milivolt. Pin này chắc chắn là hỏng à. Bình thường của nó là 10 pin A này sẽ là 1,2V pin sạc. Và cái này nó dùng pin nickel. Đây các bạn để ý trên vỏ của nó này. Nó dùng pin nickel NICD. Rồi bây giờ mình sẽ nhả cục pin này ra và thử thay cái cục pin này cũng là A này. Pin này là 1,2V. Pin sạc nhé. Pin lên lốp này. Bây giờ mình sẽ nhả cục pin này ra. Đây là cái hệ chuyển dẫn động của nó này. Đấy, lắc lư bỏ này ra. Pin nó có hai mối hàn đây, mình sẽ phải nhả hai mối hàn đây ra. Khả năng là phải tháo cả cái motor này ra thì mới tháo được pin đúng không ạ? Cái phần nhựa này nó liền nhau. Mình sẽ không quay cái đoạn mình tháo ra nhé. Tí mình tháo xong mình sẽ quay sau, không mất thời gian lắm. Rồi mình mới tháo được cái motor ra thôi này. Các bạn tháo cái này phải hết sức cẩn thận, không là nó gãy cái main này. Làm cái này phải hết sức cẩn thận vì mạch nó bé quá. Đây mạch của nó này hơi cong cong à. Không cẩn thận là nó gãy cái mạch ra thôi, bất đi đấy. Đây pin của nó đây. Pin nickel, pin AA nhé. Thấy ghi dung lượng ở đây cả. Để mình đo lại nữa xem. Đấy, chỉ được nửa vô thôi. Chắc bên này hỏng rồi. Bây giờ mình sẽ thay bằng cái viên envelope này. Ở đây người ta có hàn cái kẽm ở đây này. Để găm vào cái mạch này. Nhưng mà cái này pin này mình bé quá, mình dùng cái dây điện này luôn. Các bạn chú ý hoàn đúng cái cực của nó nhé. Cực dương là trong và cực âm là ngoài.
Đoạn này hơi khó hàn, mình sẽ không quay đoạn này nhé. Các bạn cố gắng mà để hàn cái motor nó vào thôi. Loay hoay quay này sẽ mất thời gian đấy. Mình đã lắp cái motor vào rồi, thay pin và mình bật thử xem có chạy không nhé. Đấy, quay cho các bạn. Như vậy là do cục pin nó hỏng. Đây, cục pin cũ của nó này. Mình thay bằng cái cục Enelope. Cục này không biết là dung lượng, nó không thấy ghi dung lượng là bao nhiêu. Cục Enelope này của mình là 1900mAh. Rồi bây giờ mình lắp vào thôi. May quá sửa được rồi. Đấy. Ở trong này nó có một cái lò xo nhé. Đây, các bạn tháo ra thì chú ý. Lắp vào thì các bạn cứ lắp thẳng thẳng hàm với cái nút nhấn này này, không ấn mạnh quá. Đấy, rồi chạy ngon lành rồi. Ở đây thường nó có một cái lỗ này, rất dễ bị thủng và nước nó ngấm vào đấy, nó gây cho ẩm mạch ở trong. Thì mình đã bôi keo bịt cái lỗ lại. Chạy ngon lành rồi. Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cách để sửa cái bàn chải đánh răng, máy bàn chải đánh răng Orombi của Braun. Cái hàng này là hàng của Trung Quốc, khả năng là hàng nhái. Nên ra là pin nó nhanh hỏng. Đây, pin nó đây. Nếu các bạn mà đang sử dụng cái máy bàn chải này mà gặp hiện tượng bấm nó không chạy ấy, thì đừng vứt nó đi vội. Mình có thể thay pin là nó lại chạy như mới thôi. Clip của mình dừng ở đây nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.